Tử vi tuổi Tân Hợi 1971 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, từ sau bao khó khăn, bước sang tháng 12 âm lịch, những gia chủ Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ được nhận thành quả từ sự cố gắng từ đầu năm. Mọi may mắn, thuận lợi sẽ bước sang một ngưỡng cửa mới. Xét về vận trình trong tháng 12 âm lịch thì tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều, hãy lên kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm mà hà tiện, đầu tư, khiến mình tự chịu khổ. Vậy thì trong tháng 12 âm lịch, những gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 cần làm gì để đón được thành công trong tháng mới? Và làm sao để giúp gia chủ phát huy được hết năng lực bản thân, thăng tiến con đường công danh, sự nghiệp, đón tài lộc ùn ùn? Quý vị hãy theo dõi thật kỹ video của chúng tôi để lắng nghe lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Quan tháng 12 âm lịch năm 2020. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hành Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với những người tuổi Tân Hợi trong tháng 12 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 12, tức ngày 21 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 12, tức ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo các tuổi của mệnh chủ tuổi Tân Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý. Thứ nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang bên mình, vật phẩm sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tân Hợi trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 12, tức ngày 18 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 12, tức ngày 30 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 12, tức ngày 11 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Đây là ba ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Tân Hợi 1971 trong tháng 12 âm lịch. Tuổi Tân Hợi 1971 thường được gọi là khuyên dưỡng chi cư, thường được gọi là khuyên dưỡng chi chư, là mệnh kim hay còn gọi là thoa xuyến kim. Thoa xuyến kim bản chất đã có khí chất tôn quý, sang trọng, nên những người tuổi Tân Hợi 1971 tính cách thường thanh cao, khác hẳn với những người bình thường khác. Tiếp xúc với họ, dù chưa biết họ đã khá giả hay chưa, nhưng ta thấy từ họ toát ra một khí chất cao quý, sang trọng. Vì tuổi Tân Hợi mệnh thoa xuyến kim ý thức được sự tôn quý tiềm ẩn của bản thân, nên chắc chắn cũng có tính kiêu ngạo, tự coi mình hơn người, giống như những mệnh kim khác
họ sống nội tâm, đôi khi khó hiểu, ít hợp với những người xung quanh. Cách tư duy, hành động của tuổi Tân Hợi thường độc đáo, mang một phong cách riêng. Người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Thoa xuyến kim là vật quý cho nên tuổi Tân Hợi thích tự nâng niu, tôn trọng. Bản thân họ ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng, lối hành xử, thô bỉ. Đối với họ, chắc chắn họ không làm. Mà những người này có tác phong này, họ cũng thường không gần gũi. Không chỉ ý thức về bản thân mà tuổi Tân Hợi cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự, công bằng, lẽ phải, chân lý. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm Canh Tý của tuổi Tân Hợi có cho thấy đây là một tháng khá tốt cho sự phát triển, sự nghiệp của những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tuy nhiên, bản mệnh rất dễ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, bị ảnh hưởng quá nhiều bởi ý kiến chủ quan của mình. Mặt sức khỏe trong tháng không được tốt. Người tuổi Tân Hợi cần chú ý bồi dưỡng cơ thể nhiều hơn, đặc biệt nên tìm cách hóa giải căng thẳng tinh thần. Nếu chính bạn không biết thoát ra khỏi những áp lực vô hình thì có lẽ chẳng ai có thể giúp được bạn. Kỷ âm thổ gặp hợi âm thủy nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Tân Hợi nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Hơn nữa, những gia chủ tuổi Tân Hợi vốn mang bản tính hiền lành lại thêm phần tin người, khiến tuổi trẻ nhiều phen còn lần đận. Nhưng bù lại, họ được trời phú cho trí tuệ, sự thông minh và một bản chất của người nghệ sĩ, sống thư thái, an nhàn. Để may mắn và thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Tân Hợi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp gia chủ kỵ tà, hòa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh. Về sự nghiệp, tử vi tuổi Tân Hợi còn nói rằng tháng 12 âm lịch là tháng mà mọi việc tiến triển rất thuận lợi cho gia chủ tuổi Tân Hợi. Bạn khá tự tin trong việc thực hiện mọi việc theo kế hoạch vì chúng đều đã là thế mạnh của bạn. Tháng này hoàn toàn thích hợp để đầu tư vào một lĩnh vực, nhưng không được mạo hiểm và cần phải có kế hoạch hợp lý và học hỏi trước. Đặc biệt, bạn không được đầu tư mù quáng và liều lĩnh. Tất yếu, bạn sẽ thành công và gặp may mắn về tài lộc. Ngoài ra, những gia chủ Tân Hợi hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, hợi, mão, mùi để kích con đường công danh, tài lộc, thêm phần nở rộ, thành công. Đây là một vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về tài lộc, trong tháng 12 âm lịch, may mắn trong tài lộc có liên quan mật thiết đến sự nghiệp. Nếu bạn đầu tư thành công, sự nghiệp sẽ được phát triển rất nhiều. Cùng với đó là các khoản thu lớn, bạn sẽ có một khoản tích lũy vào dịp cuối năm. Những người làm công ăn lương, tháng 12 là tháng thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính. Bạn cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu. Còn với những người làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn, không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội, tình cảm và gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Tân Hợi trong tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành do tính cách của bạn không hòa hợp được với đối phương. Tuy bạn là người cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, ga lăng. Đừng vì thế mà trở nên buồn chán hoặc có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới. Với những người đã có gia đình, xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục, cách tốt nhất giải quyết vấn đề này là bình tĩnh, trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp đặt quan điểm bảo thủ khi có mâu thuẫn. Ngoài ra, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, hợi, mão, mùi để làm vật phẩm hộ thân,
chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân ham hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Về sức khỏe, nhìn chung tháng 12 âm lịch, sức khỏe của con giáp tuổi Tân Hợi khá ổn định. Tất cả đều nhờ vào khả năng duy trì được lối sống lành mạnh. Vào thời điểm cuối tháng, những gia chủ tuổi Tân Hợi nên dừng lại, nạp năng lượng cho bản thân để chuẩn bị cuộc đua chạy nước rút vào những tháng cuối năm. Ngoài ra, những gia chủ tuổi Tân Hợi nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để đem lại sức khỏe và sự bình tâm trong tâm thức. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi tuổi Tân Hợi trong tháng 12 âm lịch. Mọi phương diện đều khá tốt, nhưng gia chủ tuổi Tân Hợi cần chú ý đến độ tuổi này. Thứ bạn cần ưu tiên hàng đầu là sức khỏe, chứ không phải công việc. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật Pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xô tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh Phong thủy Gia Cát. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!